Hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel NTV Vlog 48 của mình nhé. Cũng khá là lâu rồi mình chưa làm mấy video review các sản phẩm cho các bạn xem nhé. Thì hôm nay mình có sản phẩm trước mặt các bạn, đó là chiếc loa Tekin L6 nhé các bạn. Sản phẩm này thì được tặng kèm khi mua Oppo Reno 6Z nhé. Cái loa này thì có giá trị là 1,2 triệu nhé các bạn. Mình đã sử dụng được 1 tháng đây rồi. Bây giờ mình sẽ review cũng như là chia sẻ sau một tháng sử dụng nó như thế nào nhé các bạn. Thì giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nha. Thực ra thì cái hộp này mình mở cũng đã khá nhiều lần rồi. Giờ mình sẽ mở lại cho các bạn nha. Nó nát cái hộp rồi đó. Đây, trước mặt các bạn đây là cái loa nha các bạn. Mình sẽ bỏ ra nha. Đây là chiếc loa Tekin L6. Loa này thì bên trong đi kèm đó là một cái dây 3.5 nha các bạn nha. Dây hai đầu 3.5 với một cái giắc sạc là micro USB. Cái này thì chỉ có một dây chứ không đi kèm củ sạc nha các bạn. Loa này thì thời gian sạc là 3 tiếng. Thời gian mình nghe thì cho khoảng 4 đến 5 giờ nha các bạn. Loa thì rất khá đẹp, như một cái loa thanh Tapa các bạn có thể dùng để trang trí ở chỗ máy tính này hoặc là trên bàn làm việc các bạn, nhìn khá đẹp. Loa hai bên thì cái này có công suất là 10W nha các bạn, tổng của nó nhé, mỗi bên là 5W đó. Hiện tại giờ trời sắp mưa rồi các bạn nhé, các bạn chịu khó nghe hơi ồn xíu nhé. Thì giờ mình sẽ mở cho các bạn xem này. Đây, ở trên này nó sẽ có 7 cái nút bấm nha các bạn. Nút ở giữa này sẽ là nút nguồn này. Đó. Nó có màn hình hiển thị giờ nha các bạn nhé. Cái này thì các bạn khi kết nối với điện thoại á, Bluetooth á, thì nó sẽ cập nhật giờ luôn. Đồng thời là cái loa này được cái nó sẽ có báo thức cho các bạn nữa. Và các bạn sẽ bấm ở trên này này, nó có phím M này. Để mình lấy nét cho các bạn nha. Đây. Đó, phím M này các bạn sẽ bấm giữ, nó sẽ cài đặt báo thức nha. Đây mình sẽ thử báo thức đó, các bạn bấm giữ là sẽ nháy cái phần giờ. Sau đó các bạn muốn chỉnh thì các bạn chỉ việc bấm cộng trừ ở trên này thôi để tăng hoặc giảm thôi. Còn muốn chuyển qua phút thì các bạn muốn giữ tiếp, nó sẽ chuyển qua phút. Đó, khá đơn giản nha các bạn. Thì ở trên nút bấm này sẽ có to cộng trừ là âm tăng giảm lượng này, nút mót này là chuyển chế độ này các bạn. Các bạn chuyển chế độ từ Bluetooth sang cổng Outquit nha các bạn. Nó có hai chế độ. Còn đây là nút nét review bài này. Đây là nút giữa này là nút bật mở nguồn, tắt hoặc tạm dừng bài hát nha. Để chuyển qua Bluetooth thì các bạn cần giữ cái nút mót này thôi. Bluetooth nào. Chuyển sang chế độ Bluetooth này. Còn bấm giữ nữa thì chuyển sang chế độ cổng Outquit nha. Nó có 3.5 kết nối điện thoại hoặc là máy tính á. Đó. Thì để test thử âm thanh trên này mình sẽ mở đoạn nhạc các bạn xem nha. Âm thanh thì nói chung là nghe cũng khá ổn. Nó cho cái giọng bass thì hơi không được ấm cho lắm, nó hơi bị dạng như là nghe nó hơi chết á, không có trầm. Sẽ mở một bài nhạc không có bản quyền, các bạn quyền nha các bạn nha. Đó, khá lâu rồi mình làm rất khá ít video nhé. Các bạn nào mà đã ủng hộ kênh của mình á thì các bạn chia sẻ cũng như là like hoặc share video giúp mình nhé. Thực sự mình rất cảm ơn các bạn khá nhiều đã ủng hộ mình trong suốt 2 năm qua. Giờ mình sẽ mở thử một bài nhạc cho các bạn nhé. À quên, mình sẽ kết nối Bluetooth nha các bạn. Đây, nó sẽ hiện ra là Tekin nha các bạn, L6. Thì các bạn sẽ bấm kết nối nó vô. Rồi. Kiếm đoạn nhạc. Mm-hmm.
chính hãng, nổi tiếng là hàng không đơn. Righteous, siêu phẩm chính hãng cả cánh nát môn. Thân này thì quên mất giới thiệu các bạn nữa là trên cái thân loa này nó sẽ có các cổng kết nối nha. Thì đầu tiên sẽ là cổng sạc DC 5V nha các bạn, tiếp theo đó là cổng USB và hỗ trợ một khay thẻ nhớ. Còn bên phải màn hình các bạn nhìn cổng tròn jack 3.5 là cổng output nha. Cái này là cổng chia sẻ âm thanh từ tai nghe qua này khi điện thoại hoặc là máy tính đồ cũng được nha các bạn. Đó. Khá là đơn giản thôi. Thiết kế nhỏ gọn khá là đẹp. Có nút chức năng cơ bản này thì khá là dễ. À, trên này có một cái nút móc này, này này có một nút móc này, các bạn bấm một lần đó, thì sẽ tăng độ sáng của màn hình lên nha các bạn nhá. Đó, bấm lại cho các bạn xem nó sẽ tối lại này. Đó. Khá là hay. Có báo thức, có giờ, loa thì 10 công suất 10 W nha các bạn. Nãy giờ mình đã review cũng như là chia sẻ trải nghiệm của mình nha các bạn nhé. Cũng một tháng sử dụng cái loa này khá là ổn nha. Thì các bạn nào thấy hay cũng như là góp ý thì cứ comment ở dưới video giúp mình nhé. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì nhớ like cũng như là share video ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn nhé.